Dạ, xin mến chào toàn thể quý cô chú các anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Hồ Văn Thuận 1991. Thì em đặt lịch là 9:45, nhưng mà thấy mọi người vô đông quá thì mình xin lên sớm một chút xíu. Thấy tựa đề hot quá hả? Có gì đâu mà hot, cái gì tới thì nó cũng tới thôi cô chú anh chị em. Tiêu đề của ngày hôm nay là rất là căng ha. Chính thức thì có rất là nhiều YouTuber từng chống bà Phương Hằng đã bị khởi kiện vì những cái hành vi mà gọi là chính chủ người ta báo rằng là xúc phạm người ta trên mạng xã hội. Những người này đã được nộp đơn trình báo, đơn tố cáo đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài hôm thì nói chung á, mình thì tiếp nhận những thông tin thì kiểm chứng rất là cụ thể rõ ràng, mới gửi đến cho quý cô chú các anh chị. Và cái danh sách mà những người bị kiện phải nói là rất là sốc luôn. Đứng vị trí số 1 trong cái danh sách này là cái tên mà em để trong tiêu đề đó, thì mọi người cũng thấy rồi. Thực ra là mình sử dụng mạng xã hội đúng không, mình có thể có những quan điểm đối lập khác biệt trong những cái drama, ví dụ như câu chuyện của Thiền Am, câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, rồi câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Không ai cấm gọi là binh hay là chống, không ai cấm gọi là ủng hộ hay là phản đối một cái quan điểm nào đó trên mạng xã hội hay là một cá nhân nào đó. Ví dụ như là trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, rất là nhiều người không thích bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng để gọi là phản biện lại những quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng đâu phải ai cũng gọi là vi phạm pháp luật. Nếu mà mình phản ứng trong một khuôn khổ, mình đưa ra những quan điểm ý kiến trong khuôn khổ cho phép thì đó cũng không gọi là vi phạm pháp luật, mặc dù là có thể bị ghét, có thể được yêu thích hoặc là bị ghét. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là có vi phạm pháp luật hay không là chúng ta phải tuân thủ đúng theo luật an ninh mạng và các bộ luật khác được ban hành để là quản lý cách sử dụng mạng xã hội của mỗi cá nhân. Trong đó thì bản thân của em qua cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng, của Thiền Am, hay là mới đây là gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên quan đến cái việc tranh chấp tài sản, thì chúng ta đâu đó cũng phải có cách để chúng ta nhìn nhận lại sao cho đúng về cái cách sử dụng mạng xã hội. Còn đối với lại cái người mà trước đây mà rất là thân với mình đó, đó là Thám Tử Cao, trong cái câu chuyện của Thiền Am thì phải nói thực sự là trong tất cả các drama mà anh Thám Tử Cao này tham gia, anh này đều dính đơn kiện hết, từ vụ Thiền Am cho đến vụ của bà Nguyễn Phương Hằng hay là vụ của cố nghệ sĩ Vũ Linh tranh chấp tài sản gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì anh này bị kiện hết. Tất cả drama anh này tham gia, anh này bị kiện hết, ngay cả vụ Hồ Duy Hải cũng bị luôn. Thì nói chung là thôi, nói chung là mình thì không nói xấu người mà đã từng thân, nhưng mà ở đây thì mình xin phân tích mổ xẻ một cái thông tin liên quan đến một cái tin rất là nóng, đó là có những cá nhân họ đã nộp đơn khởi kiện tố cáo lên Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền về một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để xúc phạm họ, trong đó là có Thám Tử Cao và rất là nhiều kênh YouTube từng chống đối, phản đối với lại bà Nguyễn Phương Hằng. Thì ở đây thì mình xin chia sẻ trước, chắc là mọi người cũng đã biết là câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì em cũng đã chia sẻ về những thông tin liên quan đến việc là Tòa án Nhân dân tại quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ án này lên Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh để là xét xử, xem xét vụ án này theo thẩm quyền, đúng không ạ? Thì mình đã có nhiều bài phân tích rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về nội dung của vụ án dân sự này, mà chúng ta nói về những cái vấn đề liên quan đến drama. Mà câu chuyện drama có nghĩa là tranh luận, tranh cãi, có những cái lời lẽ đấu tố nhau qua lại trên mạng xã hội, thì bây giờ đó thì lại dính vào pháp lý của chú anh chị. Mới đây thì mọi người cũng biết rằng là cái ngày mà nam em cùng với lại chồng sắp cưới của mình lên làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, tại đường Lý Tự Trọng đó, thì mọi người cũng biết là ngày hôm đó không chỉ có mình nam em đâu, mà ngày hôm đó là có cả là bà My Xuân Thiện nữa. Ở đây thì mọi người cũng biết là bà có up một cái đơn lên đúng không? Ở đây thì mình chiếu lại cho mọi người coi. Bà My Xuân Thiện này cũng là từng là YouTuber lên tiếng để ủng hộ cho CEO Nguyễn Phương Hằng. À, nhưng mà trước tiên thì chúng ta nhìn cái tờ đơn này trước cái đã. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Cụ thể là thanh tra sở đã có một cái giấy mời số 81 để mời chị Yến Thiện, tức là chị My Xuân Thiện, về các đơn của bà phản ánh các tài khoản mạng xã hội cung cấp thông tin gây ảnh hưởng đến bà và gia đình của bà. Và để xử lý đơn thì thanh tra sở thông tin và truyền thông đã mời bà này tới để giải quyết. Cụ thể là theo thông tin em được nắm thì là vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, bà đã làm việc chính thức với lại bên phía sở 4T thành phố Hồ Chí Minh về cái đơn kiện của bà đối với các YouTuber. Và ở đây thì mình cũng nắm sơ bộ danh sách là có thể lên tới hàng chục người, mấy chục người xúc phạm bà My Xuân Thiện được đó. Vì sao mọi người thấy là ồ sao bà này bà nói rất là nhiều cái thông tin nó xúc phạm đến đời tư của cô Sáu hay là chú Bảy hay là Hồng Loan gì đó, là tại sao YouTuber không có quyền nói bà? Cái này lại là một sự ngộ nhận nữa rồi đó, này lại là một sự ngộ nhận nữa rồi. Tức là người ta nói là người ta nói về câu chuyện của ông Bảy, bà Sáu và Hồng Loan, nếu có xâm phạm lợi ích của những người đó thì những người đó đi thưa bà là chính xác. Nhưng mà các YouTuber nếu như mà xúc phạm bà vẫn có quyền kiện. Đó là cái điều mà các YouTuber đã sơ xuất. Và nói chung là cái anh mà sơ xuất nhất trong sự việc này là anh Thám Tử Cao, đứng đầu bảng luôn với nhiều chứng cứ nhất. Cụ thể là bà này bà đã nộp cả chục clip liên quan đến việc là Thám Tử Cao là có những cái lời lẽ gọi là xúc phạm bà đó. Kênh Thám Tử Cao nha, kênh này thì là một cái kênh đã từng chống bà Nguyễn Phương Hằng, đã từng là bạn của mình, đúng không, từng là bạn của mình. Nhưng mà mình cũng phải nói thôi, chứ nếu mà nói mà không khách quan thì mọi người kêu là mình binh Thám Tử Cao nữa là không có được. Bà My Xuân Thiện bà kiện Thám Tử Cao là có thật, đứng đầu bảng danh sách luôn. Và kênh Bản Tin Online, kênh Bản Tin Việt, kênh Quang PH, kênh Nhạc Chế Nhất Phương, đạo diễn Nguyễn Đức Long, Ba Giai TV, Chuyện Miền Quê, vân vân, OK Phương Lê, Tin Giải Trí, Nghe Để Biết, nói chung là rất là nhiều kênh. Nhưng mà đáng chú ý nhất ở đây là một số kênh mà từng chống bà Nguyễn Phương Hằng. Thì ở đây thì mình xin chia sẻ cụ thể là cái nội dung là một số kênh như thế này. Thứ nhất là kênh Thám Tử Cao, trước đây là một cái kênh phản biện đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Bình Nghị Dũng rất là nhiều. Thì tại vì mình đang nói về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì mình chỉ quan tâm cái kênh nào chống bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện thôi, để mình nói cho cô chú anh chị em được biết, được nắm. Đó là kênh Thám Tử Cao là đầu bảng trong danh sách những cái video clip mà xúc phạm bà My Xuân Thiện là nhiều nhất, cả chục video xúc phạm bà My Xuân Thiện. Thì bây giờ việc bả kiện là chuyện của bả, bằng chứng nó có đủ để xử lý Thám Tử Cao hay không thì khi đó chúng ta đợi bên cách xử lý của bên sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đó. Chứ mình thì không có nói ra nói vào chuyện này, tại giờ mình có nói tốt cho Thám Tử Cao mà bằng chứng Thám Tử Cao sai xúc phạm bà My Xuân Thiện thì Thám Tử Cao cũng bị xử lý thôi, đúng không? Còn bây giờ mình có nói Thám Tử Cao xấu mà bằng chứng không đủ thì cũng đâu xử lý được đó. Chúng ta phải là nhìn nhận sự thật ở đây là Thám Tử Cao bị kiện là vì cái gì. Thứ nhất là bà My Xuân Thiện bả cáo buộc Thám Tử Cao về vấn đề là đem bệnh tật của bả ra để nói. Bà My Xuân Thiện, ở đây thì em sẽ cung cấp cho mọi người một cái danh sách những cái bệnh theo quy định pháp luật nha. Ở đây thì theo tờ phụ lục số 4, nghị định số 134 năm 2016 của Chính phủ Việt Nam về quy định về bệnh hiểm nghèo, thì trong cái danh sách bệnh hiểm nghèo thì có danh sách bệnh này, thì có bệnh của bà My Xuân Thiện đang mắc phải. Thì ở đây thì một cái điều mà rất là đáng buồn đối với bà My Xuân Thiện, đó là cái bệnh của bà là một cái bệnh mà nó không thể nào chữa trị dứt điểm được và bà phải theo căn bệnh này suốt đời. Đó là lupus ban đỏ. Và bệnh này thì nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà Thám Tử Cao và một số kênh YouTube thì có châm chọc và nói về cái bệnh của bà. Thì cái này thì đây là một cái tình tiết mà xúc phạm đối với lại bà My Xuân Thiện. Và bà đã gửi đến cho Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ những tài liệu chứng cứ liên quan đến những video clip xúc phạm của những người này. Đó thì mình cung cấp cho cộng đồng cũng như là các kênh YouTube khác hay là các cô chú, các anh chị em theo dõi để chúng ta biết cái thông tin khách quan. Đó, thứ nhất á, bà My Xuân Thiện bà có nói xấu bà Sáu, ông Bảy hay là bên phía Hồng Loan, Hồng Ni gì đó, thì cái điều này là cái chuyện đó là bà xúc phạm những người đó. Nếu như sai thì những người đó thưa bà, nhưng mà cái chuyện bệnh tật của bà là bà không có sai. Cái chuyện bệnh tật của bà là bệnh hiểm nghèo,
bà ấy phải đi chữa trị thường xuyên. Ai theo dõi câu chuyện từ vụ của bà Nguyễn Phương Hằng qua đây thì chắc chắn là biết bà My Xuân Thiện này bà đã bị bệnh từ hồi mà bà tham gia câu chuyện của bà Hằng rồi, chứ không phải là mới đây bà mới vẽ vời ra bệnh để bà tới bệnh viện bà làm ra vẻ là người bệnh để ăn vạ, đúng không? Mọi người đồng ý không? Cái nào ra cái đó. Nếu bà nói sai trong sự việc này thì cứ phản biện, cứ lên án, nhưng mà nói về bệnh tật của bà là không đúng đó. Thì ở đây thì mình xin đọc lại là nghị định số 134 năm 2016 ở tại tờ phụ lục số 4 của nghị định này có quy định rất là rõ về bệnh hiểm nghèo liên quan đến bệnh của bà My Xuân Thiện, đó là lupus ban đỏ tái phát thường xuyên. Như vậy thì đối với bà My Xuân Thiện thì đủ đầy đủ căn cứ để bà khởi kiện những YouTuber xúc phạm về bệnh tật của bà ấy. Đó, đây là đầu tiên nha. Thứ hai nữa đó là gia đình đời sống riêng tư của bà My Xuân Thiện thì rất là nhiều YouTuber đã mã hóa thông tin về tên của bà My Xuân Thiện dưới cái dạng gọi là thứ nhất là bảy màu, thứ hai là mì xào, nhưng đều là tên của bà My Xuân Thiện hết. Nói ra là biết là bà liền. Mọi người thấy là trong vụ bà Hằng đó, các YouTuber cũng gọi bà Nguyễn Phương Hằng là tiền nổ cuồn cuộn, nhưng mà có YouTuber nào gọi như vậy mà xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng mà thoát đâu. Cho nên luật an ninh mạng không có cái khái niệm gọi là mã hóa thông tin. Nếu mã hóa thông tin với một cái góc độ gọi là cố tình xâm phạm lợi ích của người khác để ẩn dụ về cái đời tư của người khác là điều hoàn toàn sai trái. Và điều này thì hoàn toàn bên phía sở thông tin truyền thông có thể tiếp nhận thông tin của bà My Xuân Thiện để là xử lý những kênh YouTube này. Đây là tôi nói rất là khách quan nha. Em đọc chưa có đủ. Ở đây mình chỉ nêu ra một số kênh thông tin, ví dụ như kênh Thám Tử Cao, kênh Trang Vina, kênh Nhạc Chế Nhất Phương, kênh Ba Gia TV, vân vân. Đó là những kênh mà trước đây chống bà Hằng. Hồi nãy thì em cũng quên đọc kênh của Trang Vina, nhưng mà kênh Trang Vina và kênh Thám Tử Cao là hai có kênh có cái lượt đăng ký cao nhất trong số những kênh mà bà My Xuân Thiện bả tố cáo đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Đó, mình nói rất rõ ràng rành mạch thông tin để những người nào bị kiện và những người nào mà tiếp nhận thông tin trong câu chuyện của Hồng Lan đó, có những cái dữ liệu chứng cứ đầy đủ khách quan. Chứ mình thì không binh bà My Xuân Thiện đó, mình thì cũng đâu có biết rõ là hồ sơ của bà kiện như vậy là đủ cơ sở hay không, mình đâu phải cơ quan có thẩm quyền. Nhưng mà nếu mà chửi bà là phải coi lại đó. Tại vì sao ạ? Bà là bà nói xấu bên gia đình của Hồng Lan hoặc là bên phía là Hồng Phượng, Hồng Nhung gì đó, nếu có nha, mình cũng không biết là có mức độ nói xấu bà như thế nào hay là gây hứng với đại gia đình của Hồng Lan ra làm sao à, nhưng mà mức độ gây hứng hay nói xấu của bà đó thì không gây thiệt hại cho các YouTuber khác, đúng không? Chính xác không ạ? Ví dụ như mình, ví dụ tôi không thích ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi, tôi lên tôi chửi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới chửi tôi được thôi à, hoặc là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới kiện tôi được. Chứ còn nếu mà tôi chửi Đàm Vĩnh Hưng mà đi fan Đàm Vĩnh Hưng đi chửi tôi thì là tôi đi thưa fan Đàm Vĩnh Hưng được không? Được. Em chỉ đưa ra ví dụ thôi chứ em không có chửi Đàm Vĩnh Hưng nha, còn chứ chị chỉ là ví dụ thôi, phải không? Ví dụ tôi chửi cái thằng Võ Hàng Yên là thằng Lăng Băm, ví dụ tôi chửi vậy đi thì cái thằng Võ Hàng Yên mới đi kiện tôi được, chứ còn cái thằng fan của Võ Hàng Yên hay là cái thằng đệ tử của nó cũng không có tư cách gì để kiện tôi hết, đúng không? Coi chứ chị trả lời giùm em coi chính xác không ạ? Mình không phải binh, nhưng mình nói cái nào ra cái đó, đúng không cô chú chị? Tôi chửi Lê Tùng Vân là một thằng lừa đảo thì Lê Tùng Vân mới kiện tôi được, còn cái thằng con ngang đệ tử nào của Lê Tùng Vân không làm gì được tôi hết. Tôi có nói Lê Tùng Vân loạn luân mà Lê Tùng Vân không kiện tôi thì cái thằng đệ tử Lê Tùng Vân không có nghĩa địa gì mà để kiện tôi hết, đúng không? Tôi chửi thằng Võ Hằng Yên Lang Băm, tôi chửi Lê Tùng Vân thì đó, hai cái thằng đó mới kiện tôi được, không ai kiện tôi được hết. Giống như bà My Xuân Thiện, nếu lấy cái cớ rằng là bà xúc phạm Hồng Loan để mà chửi bà là sai, và kiện bà cũng không được luôn. Chửi bà cũng không được mà kiện bà cũng không xong, tại vì bà có xâm phạm lợi ích của bạn đâu. Bà My Xuân chửi Thám Tử Cao hồi nào? Bà My Xuân đâu có chửi Trang Vina đó, bà My Xuân đâu có chửi Nhật Kế Nhất Phương, đúng không? Tôi chỉ nói đại loại vài kênh thôi, còn các kênh còn lại thì tự hiểu đi. Kênh nào mà mình chưa nói là mình đất nể. Bởi vì sao ạ? Dù gì họ mình cũng quen họ rồi, với lại họ cũng không phải là đối lập gì với em hết, cho nên em không nói. Còn mấy kênh mà em nói giống như là Thám Tử Cao, Trang Vina, Nhạc Chế Nhất Phương đó, rồi gì đó, anh Ba Giai Tuốt Xuất gì đấy, mấy kênh đó toàn là mấy kênh mà trước đây chửi bới xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng không, chứ có kênh nào đàng hoàng đâu. Mọi người nhìn lại coi, đặc biệt là kênh của Thám Tử Cao là mấy vị trí đầu tiên luôn, là tôi không có gì bất ngờ hết trơn.
cái này mình không phải là nói tư thù cá nhân, nhưng mình nói tại sao thám tử Cao trong drama nào cũng bị kiện hết. Nói không phải chê chứ, chứ sao mà làm sao mà đi vô drama nào cũng bị kiện hết. Mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy là tôi cũng thấy, tôi đau đầu với thằng anh tôi luôn. Đau đầu quá trời quá đất luôn. Tham gia 10 drama là hết 10 drama bị kiện. Mà mình đã nói rồi, khi mà mình nói về một câu chuyện nào đó nó phải xác đáng, nó phải chính xác thì người ta mới không thưa mình được. Đó, em đưa ví dụ là rất là rõ ràng đúng không cô chú anh chị, chắc là nếu có ghét em thì cũng phải nói là em nói đúng. Tại vì sao? Tôi nói về cái người nào đó thì cái người đó mới có quyền lên tiếng và có quyền vấn đáp, đối đáp lại với tôi. Chứ còn nếu như mà tôi đang nói cái thằng đó mà tự nhiên cái thằng không liên quan nhảy vô để chửi mình thì có phải rằng là thằng đó là cái thằng xúc phạm mình không? Mình có quyền kiện không? Có quyền chứ. Chắc chắn có quyền rồi. Ví dụ tôi tự nhiên em lên em nói bà Hằng là cái người xứng đáng được giảm án, tôi ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án, được về sớm. Đó, cái tự nhiên cái thằng nào đó nó kêu mình mày cuồn cuộn con, mày thế này mày thế kia, mày là cái thằng ngu, mày bảo vệ cho cái con Hằng này kia. Em vác đơn em kiện nó được chưa? Được xong được. Ủa tôi bảo vệ ai, tôi ủng hộ ai? Chuyện của tôi, quyền của tôi. Có bạn ảnh hưởng gì tới bạn đâu, không ảnh hưởng gì tới bạn hết. Mà tự nhiên bạn chửi tôi là không đúng. Bạn có thể không đồng tình quan điểm với tôi nhưng bạn không được chửi tôi. Đó là cái quy tắc sử dụng mạng xã hội. Cái quy tắc đó là quy tắc tối thiểu. Mà ở đây mà em nghĩ rằng là em nói thì không phải chê, chứ anh Thác Tử Cao là ngày xưa ảnh làm trong ngành công an mà anh không có nhìn ra được cái chuyện đó, mà anh để va vô cái bà Mỹ Xuân Thiện này là bà anh quá dở. Đúng không? Quá dở. À, chị Trang thì lâu rồi em không có hỏi thăm. À, nhưng mà chị Trang với lại Nhạc Chế Nhất Phương thì cũng không đàng hoàng gì trong vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng. Kênh Nhạc Chế Nhất Phương là cái kênh mà lúc nào cũng lên Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật xong là cứ bắt đầu rủa người ta, xả người ta, binh vực cho cái thằng Lê Tùng Vân. À, thì thôi cái chuyện đó quan điểm của nó mình không nói. Nhưng mà nó chửi ba mi sao thì ba mi sao đi thưa nó thôi. Đơn giản thôi. Đừng có nói rằng là tôi nói mì xào chứ tôi không nói bà Yến Thiện nha. Mấy bạn bớt lại đi. Nó ở đây em nói là chúng ta nói là chúng ta phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Mặc dù rằng á có thể bảo vệ cho cô Hồng Lan bằng cách gọi là nếu như thấy là cô Yến Thiện, cô Mỹ Xuân này cổ quá kỳ, cổ đối xử với cô Hồng Lan không tốt, không đúng chỗ nào đó, vạch ra nói. Bà sao bà kiện được? Bà không kiện được cái vấn đề đó nha. Đó, ví dụ như em nói rằng là bà Mỹ Xuân này là bà xàm, bà bảo vệ cho người ta đã rồi, cái tự nhiên giờ tự nhiên bà đi chửi người ta, bà kỳ quá. Bà nói ví dụ mình nói nhẹ nhàng vậy bà thưa được không cô chú anh chị em? Đố bà thưa được. Mấy ông này mà nói giống như vậy làm sao mấy ông bị thưa? Đúng không? Bà Trang Vina bà nói vậy sao bà bị thưa? Em nói cô chú anh chị là cái nào cũng có lửa cũng có khói. Và cung cấp cho cô chú anh chị thêm một thông tin như thế này. Có thể là tôi nói tới đây thì sẽ nhiều người sẽ hiểu lầm là ồ, ông thầy em là ông luật sư Âu Quang Phục có bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Yến Thiện hay không, bà Mỹ Xuân Thiện hay không. Thì câu trả lời là cho tới thời điểm này thì bà Mỹ Xuân Thiện bà chưa đưa ra đề nghị để là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà. Trước đây là tin đồn về việc là ông luật sư Âu Quang Phục là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Mỹ Xuân Thiện là không đúng. Mọi người thấy cái hình chụp mà của ông sư phụ em đó là chụp mà khoác vai với lại bà Mỹ Xuân Thiện đó, thì em chia sẻ như này: ông Âu Quang Phục là ổng được bà Mỹ Xuân Thiện giới thiệu cho một thân chủ để bảo vệ cho cái thân chủ đó. Thân chủ đó là vi phạm cái gì đó thì ông thầy của em ổng cãi cho người ta, gọi là được giảm đáng kể cái tội của đó của người ta. Đó thì em theo thông tin em được biết là như vậy. Chứ còn ngoài ra thì ông Âu Quang Phục ổng chưa nhận bất cứ một lời đề nghị nào để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bà Mỹ Xuân Thiện cả. Nhưng mà được biết rằng là luật sư của bà Mỹ Xuân Thiện cũng thông qua ông thầy của em cho biết rằng là luật sư của bà Mỹ Xuân Thiện cũng không phải dạng vừa đâu. Luật sư bà Mỹ Xuân Thiện cũng là một luật sư rất giỏi. Ngang ngửa luật sư Kha đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì mọi người cũng biết rồi. Mình thì có làm sao mình nói vậy thôi, chứ hồi xưa giờ em chưa biết nói dối là gì. Đúng không? Thông tin nào mình nói được thì nói, chứ còn thông tin nào mà không nói thì mình không nói thôi, chứ mình không có nói tạp tầm bậy đâu cô chú anh chị. Đó, thì giờ gửi lời thẳng đến cho anh Thám Tử Cao. Trên kênh anh Thám Tử Cao là anh quá sai.
Thì tại vì anh nói về phụ nữ mà anh nói người ta bệnh tật này kia là anh tầm bậy rồi, đúng không? Đề nghị là anh phải điều chỉnh lại, chứ nếu không là anh bị dính để thêm đơn kiện nữa đó. Trước đây thì mọi người cũng biết là trong vụ Hồ Duy Hải rồi vụ của Thiện Am thì em cũng giải vây cho anh Thám Tử Cao này nhiều rồi, nhưng mà tại vì có cái fan của anh Thám Tử Cao này đó, thì ngày hôm qua trong cái video mà bạn Sống Vì Cộng Đồng bạn lên cái kênh của Thanh Nguyền á, bạn ấy nói về chuyện cá nhân của bạn ấy với lại Thám Tử Cao á, thì không liên quan gì tới mình hết. Mình hoàn toàn không ủng hộ bạn Sống Vì Cộng Đồng với lại anh Thanh Nguyền vlog bem ông Thám Tử Cao, tại vì chuyện đó không liên quan tới mình. Cô chú anh chị suy nghĩ nè, chuyện đó em không có tới nhà Thám Tử Cao để em giúp đỡ giống như là bạn Sống Vì Cộng Đồng, nên cái sự bức xúc của bạn ấy em rất là đồng cảm, nhưng mà em hoàn toàn không biết, không nghe, không thấy thì làm sao mà ủng hộ được cái việc đó, mọi người nghĩ đi. À, nhưng mà ở trong kênh của Thám Tử Cao, khi Thám Tử Cao dẫn lại cái clip của bạn Sống Vì Cộng Đồng thì fan của ổng vô chửi em, mọi người nghĩ tự nhiên vô chửi em lum lá hết trơn. Rõ ràng là anh Thám Tử Cao này sai thì ít, mà fan của ảnh tầm bậy thì nhiều. Một bộ phận fan của anh Thám Tử Cao này là quá sai, tại vì nếu như mà tự nhiên đem em vô là tào lao, mọi người thấy trên kênh của em trong suốt thời gian vừa qua em có nói xấu ông Thám Tử Cao không? Mọi người cho em một cái lời nhận định coi, công bằng chút xíu đi. Em á, là cái tánh của em là cạn tình nhưng mà vẫn còn nghĩa, không bao giờ em đi là gọi là đưa đẩy Thám Tử Cao vô tù hết trơn á, thề với cô chú anh chị em là như vậy luôn. Bây giờ có ai kêu mình đi thưa Thám Tử Cao mình cũng không làm nữa. Cho nên cái vị thằng Lạc Phong ngày xưa nó vu khống mình á, là kêu lấy súng bắn Thám Tử Cao là cái thằng Lạc Phong, là thằng xạo ke. Em nói cô chú anh chị là em có hận đến mức đó cô chú anh chị, tại vì mình bực mình Thám Tử Cao là tại sao lại lên đi chửi bà Nguyễn Phương Hằng, cho nên bực mình chỗ đó thôi, chứ mình không có hận Thám Tử Cao đến mức mình đòi đem súng đem bắn nó giống như Thám Lạc Phong á, vu khống gì là mình không chấp nhận. Cho nên ở trong cái livestream ngày hôm qua của kênh anh Thanh Nguyền á, thì mình không can thiệp vào câu chuyện đó. Đó, nói thẳng cho cái một số fan cho hâm mộ trên kênh Thám Tử Cao tào lao, tự nhiên kêu Hồ Văn Thuận vô Sống Vì Cộng Đồng này kia, nó có trao đổi gì với mình đâu, cái chuyện đó chuyện của nó mà, liên quan gì tới mình? Mọi người suy nghĩ coi, rất là bực mình không? Suốt 2-3 năm vừa qua em không có một cái lời lẽ nào xúc phạm đối với Thám Tử Cao cả. Cô chú chị nào trên kênh của em, kể cả chị Ngọc Sàng Quỳnh cầm cờ lê cho tới khán giả luôn, bình luận giúp em coi, suốt 2 năm trời vừa qua mình có bình luận một cái clip nào xúc phạm Thám Tử Cao không? Có không? Không đồng tình thì thôi, chứ mình nói mình không đồng tình thôi, chứ tính mình có bao giờ xúc phạm ai đâu. Ngay cả bà Đinh Thị Lan mình cũng không xúc phạm nữa, bả vu khống mình xúc phạm bả thôi, mình nói đúng chứ chưa xúc phạm ai hết. Trên kênh của mình là mình không xúc phạm, nói đúng sự thật thôi. Còn cái cá nhân nào mà mình phải là dùng từ xúc phạm á, là những cá nhân nào mà phản bội Tổ quốc, những cá nhân mà nó đi ngược lại quyền lợi của Tổ quốc á, thì mình cây cú mình chửi thì có, không giữ được bình tĩnh thì có. Chứ còn đối với các YouTuber khác mình không đồng tình thì thôi, chứ mình đưa ra lời lẽ lập luận để phản biện thôi, chứ mình không có chửi, chưa bao giờ chửi Thám Tử Cao một câu nào, mà chưa bao giờ đâm sau lưng, chưa bao giờ nói xấu một câu nào hết trơn. Có đem chuyện đời tư ra nói chưa? Chưa. Tôi chỉ nói rằng là ổng nói về quỹ Hằng Hữu, nói về công ty Đại Nam, nói về đời tư bà Nguyễn Phương Hằng là không đúng, vậy thôi, chứ còn mình có nói gì ổng sai gì đâu. Cái chuyện đời tư của ổng kệ ổng, chứ mình liên quan gì đời tư của ổng? Mình đâu ra đó bạn bè hay là người thân, mình đối xử cũng rất là đàng hoàng tử tế. Bạn bè mà thân quen không thân quen gì đó mình rất là bình đẳng, đâu phải là mình chơi ông Thám Tử Cao là mình bên ổng, hay là mình không chơi nữa thì mình băng quay lại nói xấu. Mọi người nghĩ đi, tính mình rất rõ ràng nhưng mà mình rất bất mãn với một số thành phần fan của Thám Tử Cao nha. Nói ở đây thì đó là nói qua để biết luôn đó, nó rất là bực mình. Thật sự mình có không có một cái lời lẽ xúc phạm nào hết mà nó nói mình vậy đó, cần chiếu không cô chú anh chị? Thôi mất công rồi lại kêu mình sân si đó. Thì như thế này, cái kênh của anh Thám Tử Cao, chị Trang Vina, anh Nhất Phương Nhạc Chế đó, thì là những cái kênh này là những kênh rất là lớn, những kênh nút bạc mấy trăm ngàn người đăng ký chứ đâu phải ít đâu. À, bây giờ nói chung á, là mọi người sẽ rất là bất ngờ vì sao họ lại dính vào câu chuyện của bà Mi Xuân Thiện mà không dính vô những cái vụ án khác họ tham gia rất là nhiều. Nhạc Chế Nhất Phương thì xuyên tạc cái vụ của Thiền Am rất là nhiều, người ta không có kiện thôi, chứ không phải là người ta
thấy là ông nó kiếm tiền thôi, người ta ông này cũng không phải là tâm địa gian ác gì. Em nói ông nhạc chế nhất phương á thì mình thấy là ông cũng lên kiếm tiền YouTube thôi, chứ mình cũng không nói ông là có tâm địa ác độc hay là như thế nào đó, thì ông cũng phải cần chỉnh chỉnh lại cái lời ăn tiếng nói của ông trong cái câu chuyện của Thiền Am vậy thôi. Còn vụ của bà Hằng hay vụ của Hồng Loan thì mình không nói về quan điểm khác biệt đối với ổng, cái đó cái quyền của ổng đó. Còn câu chuyện của Thiền Am bên bờ vũ trụ là ổng binh cho tội phạm, binh cho cái đám giả sư Lê Tùng Vân, cho mình không có đồng tình đó. Cái đó thì cần phải thay đổi lại quan điểm đối với kênh Nhật Kế Nhất Phương, tại vì mình đã Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì mình phải hiểu được chánh pháp ở đâu, thế nào là tà kiến, thế nào là những cái ổ giả sư phản động xúc phạm đến các cơ quan tố tụng. Em nói là gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Đối với chỗ bà Misun đó, đó không phải là đơn giản đâu, tại vì tôi biết rồi là những căn cứ, những bằng chứng của bà rất là rõ ràng đó, không phải là đương không tự nhiên bà đi thưa người này người kia như vậy rồi người ta quay lại người ta tố ngược lại bà sao. Cô chính chị suy nghĩ coi, mà đâu phải đương không, mà bên phía là Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời bà lên làm việc, đơn của bà không có căn cứ, sức máy bên Sở Thông tin mời bà lên đúng không? Thứ nhất bà là người bệnh, hai là bà không có nói những YouTuber này, ba là những YouTuber này nói bà rất là nhiều cái nó không đúng đó, nên là bên Sở Thông tin Truyền thông sẽ xử lý thôi. Nhẹ đó thì phạt hành chính, kêu lên nhắc nhở, nặng á chuyển hồ sơ cho các cơ quan công an. Thì chuyện đó thì em đã nói đơn giản là cách xử lý là như vậy, đây mình nói rất là rõ nha cô chú anh chị em, chứ mình không binh ai hết trơn. Mình không có nói là cái việc mà bà Mi Xuân Thiện này bà quay lại bà đối xử như thế nào, đòi quà như thế nào với cô Hồng Lan này kia là bà đúng, mình không binh chuyện đó. Nhưng bây giờ người ta sai người ta đúng gì đó là đối với cá nhân của bà Hồng Lan với bà Hồng Phượng, bà Hồng Nhung thôi, gia đình đã giải quyết với bà liên quan gì mấy YouTuber lên chửi tùm lum á, chửi như đúng rồi á. Mình nghe nói chung là nghe những thông tin mà những hồ sơ bả nộp đó thì mình thấy rằng là bả là nạn nhân của các YouTube này, chính xác là như vậy luôn, chứ mình không phải binh bả nha, bả là nạn nhân của các YouTube, tại vì các YouTube tấn công xúc phạm bả rất là nặng nề bằng những lời lẽ thô tục xúc phạm rất nặng, chứ không phải là mình thấy là câu chuyện là bả sai trong câu chuyện này thì có quyền chửi bả không đúng. À, cho nên là câu chuyện mà của Đinh Thị Lan đó cũng vậy, mình nêu ra đây là mình nêu Đinh Thị Lan, là mình nêu rất rõ ràng về những nội dung mà bà Đinh Thị Lan bả không đúng với pháp luật, có những dấu hiệu vi phạm pháp luật, mình đi kêu rất là rõ ràng tên luôn. Đây là tôi mà không đúng tôi không có nói ai được chứ, tôi không đúng thì tôi không dám nói tới những cái người này đâu, những người này là toàn là những kênh lớn không à, tôi không đúng tôi không dám nói. Chắc chắn là những người này có những vấn đề với bà Mi Xuân đó, thì em chỉ nói với cô chú anh chị là trong hồ sơ là như vậy. Còn luật sư bảo vệ cho bà Mi Xuân là ông khác chứ không phải là ông Âu Quang Phục, đừng mắc công mà tôi nói ở đây mắc công qua chửi ông thầy tôi thì không nên đấy. Rồi thì cũng cuối cuối video thì cũng xin cập nhật một chút xíu về nội dung của vụ của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái thời gian sắp tới nha, cũng là cái vụ dân sự của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh á, thì cũng chưa có tin tức gì mới cả, chưa có tin tức gì gọi là cập nhật mới là sẽ xét xử sơ thẩm khi nào hay là khi nào thì ra để hòa giải, thì thông tin thì cũng tới cái mức gọi là tranh chấp thôi, hiện tại là vẫn đang là xem xét hồ sơ ở trên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó. Báo chí cũng chưa có những thông tin nào mới cả. Trong cái thời điểm sắp tới đây thì sẽ có những thông tin mới, ví dụ như là bên phía cô Hồng Lan hay là cô Hồng Phượng có đồng ý với lại cái quyết định chuyển vụ án lên trên thành phố hay không. Theo quan điểm của mình á, mình nghĩ rằng là bên cô Hồng Phượng là sẽ chấp nhận về quyết định này, bên cô Hồng Nhung á, cho qua Hồng Phượng, Hồng Nhung là mẹ Hồng Phượng là cái người kiện bên chỗ cô Hồng Lan chứ không phải là cô Hồng Phượng đi kiện nha. Cô Hồng Nhung mới là cái người làm đơn kiện, thì cô này cũng không có một cái khiếu nại gì với bên phía là tòa án nhân dân của Phú Nhuận đâu. Nhưng mà theo cái dự đoán của mình, ở đây là dự đoán của mình, là bên phía luật sư và bên phía cô Hồng Lan là sẽ khiếu nại, bởi vì họ không muốn chuyển vụ án lên trên thành phố. Thì không biết là có sự việc nó phải vậy không, thì cô chú anh chị cứ 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 theo dõi thì sẽ biết thôi. Đó thì mình dự đoán là bên phía cô Hồng Lan thì sẽ khiếu nại quyết định bên phía là tòa án nhân dân của Phú Nhuận. Còn thực tế là có hay chưa thì báo chí vẫn chưa đăng, nên chúng ta chưa nắm rõ được thông tin này.
Rồi thì còn bên phía mà vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì chúng ta còn một cái phiên xét xử phúc thẩm với cái tội danh 331 liên quan đến luật sư Trần Văn Sĩ. Thì được biết là luật sư Trần Văn Sĩ cũng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lại nội dung mà ông đã vi phạm về vấn đề là xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng trong 8 video clip. Thì như vậy thì luật sư Trần Văn Sĩ kháng cáo xin giảm nhẹ, có thể ông sẽ được giảm theo hai hướng. Một là giống như thầy Quân và các đồng phạm khác của bà Nguyễn Phương Hằng là được giảm 3 hay là 6 tháng gì đấy về án tù. Hiện tại thì mức án tù của ông Trần Văn Sĩ là 2 năm tù, nếu được giảm thì có thể là còn 1 năm 9 tháng hoặc là 1 năm 6 tháng. À, như là tòa án cũng đã giảm thì cũng được xét xử ở tại là tòa cấp cao thành phố ở chỗ mà vừa phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Rồi còn nếu như mà ông Trần Văn Sĩ không được giảm án thì ông còn có cơ hội là ông được hưởng án treo, bởi vì ông chỉ bị vi phạm đúng một cái điều tăng nặng, đó là về cái phương thức là phạm tội nhiều lần. Còn về hành vi có tổ chức thì ông Trần Văn Sĩ chưa bị buộc tội này, chưa bị vi phạm bố điều này, bởi vì là một người nhân viên của ông Sĩ tên là Hiển thì không đủ căn cứ để chứng minh là người này là đồng phạm của ông Sĩ, cũng như là mối quan hệ của ông Sĩ với bà Ni cũng chỉ là quen biết, không phải là đồng phạm. Thì như vậy ông Sĩ có khả năng là cũng sẽ được giảm án như là những trường hợp nêu trên. Đó là những thông tin trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Thông tin vụ án dân sự liên quan đến nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh thì mình tổng hợp là như vậy. Trở lại với thông tin ngày hôm nay đó, thì ở đây thì mình điểm lại một chút xíu về cái danh sách nha. Còn cái người nào mà gọi còn người nào ở đây thì còn người nào ở đây mà còn chưa có nắm rõ cái thông tin đó, thì em sẽ nói lại cái vấn đề như thế này. Kênh mà số 1 trong bảng danh sách này là Thám Tử Cao, và một số kênh khác từng xúc phạm bà Phương Hằng như là kênh Quang BH. Thì kênh này hồi nãy em chưa có nói, Quang BH là cái kênh đã từng mạo danh tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng đã từng tố cái kênh Quang BH này lên chính chỗ này, tức là Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Thì hồ sơ của cái tên Quang BH ngụ ở tại Vạn Giả, Vạn Ninh, Khánh Hòa, thì tay này là một cái tay mà gọi là bảo vệ cho ông Lê Tùng Vân trong cái vụ án tại Tỉnh Thất Bồng Lai, thì có cái quan điểm rất là cực đoan trong vấn đề của ông Lê Tùng Vân đó, thì bảo vệ hết mình trong Lê Tùng Vân xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín của các cơ quan tổ chức trong vấn đề của ông Lê Tùng Vân. Mạo danh tiếng hát của bà nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, cô Lệ Thủy đã bị người này mạo danh tiếng hát, con trai của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã viết dòng trạng thái lên trên Facebook. Thì cái tay này lại nói rằng là gia đình cô Nghệ Thủy là cá lớn ăn hiếp cá bé, thì quan BH này rất là manh động, cần được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Với Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh thì đây là lần thứ hai đã xem xét quan BH rồi, chứ không phải lần đầu tiên. Đó, lần này là xúc phạm chị Mi Xuân Thiện. Ngoài ra thì quan BH còn tham gia vào câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với những thông tin liên quan đến công ty Đại Nam, xúc phạm ông Huỳnh Uy Dũng là Dũng Lò Xo, vân vân. Chưa bị bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam tố cáo, chỉ bị bà Mi Xuân Thiện tố cáo trong vấn đề này thôi. Rồi hai cái kênh mà bị Bộ Công an Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo người dân là Bản tin Việt và Bản tin Online, hai kênh này có trụ sở ở bên Thái Lan, là hai kênh hoạt động với cái hình thức là phản động và nêu ra những thông tin sai sự thật trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, và bây giờ thì bị bà Mi Xuân Thiện tố tiếp. Thì hai kênh này thì rất khó xử lý theo luật Việt Nam, và tại nó có ở Việt Nam đâu mà xử lý. Thì hai kênh này thì đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh PA05 của thành phố cũng đã cảnh báo đến người dân về Bản tin Việt, Bản tin Online cũng như là MOV Giai điệu Cuộc Sống, là những cái kênh đã xúc phạm chủ tịch Phan Văn Mãi và xúc phạm đến chính quyền thành phố đó, kêu oan cho bà Phương Hằng một cách mà có chủ đích đánh vào chính quyền, thì đã được các cơ quan chức năng Phòng An ninh mạng thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo đến người dân đầu năm 2022, tái khẳng định trên website của Bộ Công an cand.com.vn. Rồi một số kênh khác như là Tin Tức Hàng Ngày, Út Lan Miền Tây, đạo diễn Nguyễn Đức Long, thì những người này thì mình không có rõ mấy người này là như thế nào, thì có thể sẽ tìm hiểu thêm.
Ba Giai TV cũng là một cái kênh từng nói về vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, thì tuy là cũng không phải là chống đối quá quyết liệt nhưng mà cũng là chống bà Phương Hằng, và không có phải bên Thiền Am nhưng mà cũng là chơi với fan Thiền Am, đó là theo mình biết là như vậy. Và cái kênh mà gọi là kênh ở đây gọi là bự nhất trong nhóm mà gọi là chống bà Phương Hằng là kênh Nhạc Chế Nhất Phương, kênh Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì hồi nãy em cũng nói rồi, mình thì không có thù oán gì anh này hết trơn đó, anh này nói nhiều cái thì cũng không có sai, nhưng mà về vấn đề riêng vấn đề của Thiền Am thôi thì mong là anh này xem xét lại, bởi vì là khi cơ quan chức năng xử lý đã có căn cứ, và nếu như tôi hay là các YouTuber khác mà có nói gì đó không đúng về Thiền Am bên bờ vũ trụ thì anh làm ơn anh vô Thiền Am á, anh khuyên ông Lê Tùng Vân đi kiện tôi á, chứ anh đừng lên anh nói dẫn dắt theo cái kiểu là người này người kia nói về thầy ông nội thì người đó sai này sai kia, Nam Mô A Di Đà Phật mà lại đi cho ủng hộ cho một người giả sư thì nó chưa được phù hợp đó, thì mình nói rất là như vậy ha. Rồi một số kênh khác nữa thì như là anh Chí Cảnh, anh Tài 66 thì mấy kênh này mình không biết. Giờ thôi thì đó là nói qua như vậy. Và chị My Xuân Thiện đó, chị cũng đã từng bị phạt là 7,5 triệu liên quan đến việc là đưa hình ảnh cá nhân, đưa hình ảnh cá nhân của người khác lên để là phân tích và nói đưa hình ảnh cá nhân của người khác, cho nên đã vi phạm vào điều 101 của nghị định 15 năm 2020. Thì trong cái điều này đó là một cái điều nó nói rất là nhiều nội dung, nhưng mà nội dung chính xác chị này bị xử lý là vấn đề câu chuyện là lấy hình ảnh của người khác để minh họa, thì đó là theo thông tin mình biết là như vậy. Mặc dù là chị My Xuân Thiện chỉ có sai, chỉ có nói những cái chuyện nó chưa được đúng về một số cá nhân khác cho nên chị mới bị xử lý, nhưng mà không phải vì thế mà các kênh YouTube này có quyền xúc phạm chị, cho nên trong vấn đề chỉ đi kiện để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình là hoàn toàn xác đáng. Và luật sư bảo vệ cho chị ấy là một luật sư rất là giỏi, không phải là anh Âu Quang Phục ha. Đó, thì nói cho mọi người thông tin là như vậy. Xin cảm ơn cô chú chị em rất là nhiều và hẹn gặp lại trong buổi live kế tiếp về những thông tin liên quan đến các drama hay là những nội dung của các vụ án như em đã trình bày trong buổi livestream ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú chị em rất là nhiều ạ. Nhớ để lại cho em một cái lượt thích để tăng lượt tương tác.